Cái bài thuốc này nó không chỉ giúp chúng ta giảm lượng đường trong máu và đẩy lùi được các bệnh tiểu đường ở giai đoạn đầu. Bài thuốc này nó còn sẽ giúp cho chúng ta giải độc gan. Vì sao? Vì cả hai cái nguyên liệu trên đều có cái công dụng giải độc. Không chỉ thế, cái bài thuốc này nó còn sẽ giúp cho chúng ta giải phong, ngứa cũng như là đẩy lùi u nhọt. Và đặc biệt giúp cho chị em phụ nữ làm đẹp cái làn da. Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với channel YouTube Cây Thuốc Quanh Ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một cái loại cây thuốc nó sẽ giúp cho chúng ta chữa được tiểu đường ở giai đoạn đầu. Và tất nhiên tiểu đường mà ở giai đoạn đầu thì nó cũng sẽ là một cái giai đoạn khá là nhẹ. Và chúng ta có thể điều trị ở dạng Tây y lẫn Đông y. Hai cái dạng này nó sẽ có những cái thế mạnh riêng, cho nên cái việc điều trị của chúng ta nó sẽ rất là đa dạng. Và cái cây thuốc mà hôm nay mình muốn chia sẻ nó là một cái cây thuốc cực kỳ quen thuộc với bà con vùng quê. Đó là cây mà mình đang quay trong video này. Thì mọi người thử đoán xem cái cây này là cây gì. Trong vòng 3 giây nhé, chúng ta sẽ thử suy nghĩ xem đây chính là cây gì. Rồi 3, 2, 1, go, bắt đầu. Các cô chú anh chị hãy stop video này lại, dừng video và bình luận ở bên phía dưới thử xem cái cây thuốc mà mình đang quay trong video đó chính là cái cây thuốc gì nha. Rồi bây giờ thì mình cũng sẽ nói luôn, đây chính là cây rau chay. Thật ra đối với một số cô chú anh chị thì khi mà nhìn là mình sẽ biết ngay và đoán ngay đó chính là cây rau chay. Tuy nhiên một số cô chú anh chị khác ở vùng thành phố thì ít gặp hơn, cho nên là có thể là mọi người sẽ không biết đây chính là cây thuốc gì. Và mình cũng xin nhắc lại một lần nữa, đây chính là cây rau chay. Và cây rau chay này nó sẽ giúp cho chúng ta chữa được tiểu đường ở giai đoạn đầu. Ngoài ra nó còn sẽ giúp cho chúng ta giải độc cơ thể, cũng khá là hay. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tác dụng của cái cây rau chay này nhé. Thì cây rau chay nó còn có cái tên gọi khác đó chính là cây hài lại trắng. Và rau chay thì nó cũng có hai loại, loại to và loại nhỏ. Và theo như y học cổ truyền thì cây hài lại trắng này nó sẽ có vị ngọt, tính hàn, rồi quy kinh tâm, can tỳ thận, rồi có cái tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi thủy và tiêu thủng. Và cái cây hài lại trắng này thường được dùng để chữa cảm cúm, giải khát, rồi lợi tiểu, giải độc, chữa các bệnh về lỵ, rồi các cái bệnh về tim. Ngoài ra cái cây tươi cây hài lại này nó còn để điều trị viêm mủ da, rồi giải độc do rắn cắn và một số cái tác dụng rất là tuyệt vời khác nữa. Và mình sẽ dành riêng một cái video để có thể chia sẻ những cái bài thuốc chúng ta sử dụng cây hài lại trắng này để điều trị viêm họng, viêm amidan, rồi những cái bệnh như là phong thấp, huyết áp, rồi những cái bệnh như là bí tiểu vân vân. Mình sẽ dành riêng một video để mà chia sẻ rất là cụ thể về những cái bài thuốc đó. Và video ngày hôm nay thì mình chỉ chia sẻ về cái bài thuốc để mà chúng ta chữa tiểu đường ở giai đoạn đầu từ cái cây rau chay này thôi. Đó chính là cái tác dụng của cái cây rau chay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến ngay luôn với cái phần dùng cây rau chay này như thế nào để có thể điều trị được cái bệnh tiểu đường ở giai đoạn đầu. Bài thuốc này chúng ta không chỉ sử dụng riêng một mình cây rau chay mà chúng ta còn sử dụng chung với nước dừa nữa. Bởi vì hai cái nguyên liệu này nó sẽ giúp cho chúng ta lợi tiểu nè và cân bằng được cái lượng đường có trong máu, đồng thời làm giảm huyết áp và hỗ trợ điều trị cái tiểu đường ở giai đoạn đầu. Khi dùng cái bài thuốc này, chúng ta nên kết hợp với cái chế độ ăn uống được bác sĩ khuyên, kiên trì trong khoảng 1 tháng là sẽ thấy được cái hiệu quả của nó. Đầu tiên, chúng ta sẽ chuẩn bị khoảng 30g đến 60g rau chay. Đối với những người nào nặng dưới 50kg thì dùng khoảng 30g. Còn đối với người nào nặng trên 50kg thì chúng ta dùng tối đa 60g thôi. Và một trái dừa xiêm khoảng chừng 50 đến 60ml nước. Ha, chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng dừa xiêm xanh. Rồi cái bước tiếp theo thì rau chay chúng ta sẽ đem đi rửa thật là sạch. Và lưu ý là chúng ta nên ngâm qua một ít nước muối pha loãng để mà có thể loại bỏ được những cái vi khuẩn bám dính trên cái cây rau chay này. Rồi tiếp đến thì sau khi rửa sạch thì chúng ta sẽ cắt nhỏ ra. Cái bước thứ hai là cho nước dừa xiêm này vào nồi, rồi cho rau chay vào. Mình sẽ nấu cùng với một trái dừa xiêm, cùng với cái lượng rau chay mà mình vừa chia sẻ ở trên. Mình nấu cho đến khi nào mà nó cạn còn khoảng 2 chén thì chúng ta sẽ nhắc xuống.
Cách sử dụng lại rất là đơn giản. Thì chúng ta sử dụng hai cái chén đó, chúng ta uống trước hoặc là sau bữa ăn đều được. Rồi sau khi uống cái chén thuốc đầu tiên thì cách 4 tiếng sau chúng ta mới uống cái chén còn lại. Cái bài thuốc này nên duy trì tầm khoảng 1 tháng, kết hợp cùng với chế độ ăn uống lành mạnh thì cái lượng đường trong máu của chúng ta sẽ được cân bằng. Cái bệnh tiểu đường từ đó cũng sẽ thuyên giảm. Cái bài thuốc này thì chúng ta cũng sẽ không dùng cho những phụ nữ mang thai, cho con bú, và có thể là tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Cũng như là cái bài thuốc này nó có tính hàn, bởi vì trong rau chay nó mát, cũng như là trong nước dừa nó cũng mát, cho nên nó có khá là nhiều tính hàn. Cho nên những người đang bị tỳ vị hư hàn thì không nên sử dụng rau chay này, cái bài thuốc này nhé. Và bài thuốc này nó không chỉ giúp chúng ta làm giảm cái lượng đường trong máu, rồi đẩy lùi cái bệnh tiểu đường như mình cũng đã nói ở trên, nó còn có khả năng giải độc gan, vì cả rau chay và nước dừa đều có cái công dụng giải độc. Rồi không chỉ thế, theo như kinh nghiệm nhân gian thì cái bài thuốc này nó còn giúp cho chúng ta giải phong ngứa, cũng như là đẩy lùi u nhọt, giúp cho chị em phụ nữ có một cái làn da đẹp hơn, khỏe hơn. Rồi hai nguyên liệu này là hai nguyên liệu khá là dễ tìm. Rồi đối với những cái người bệnh tiểu đường thì lượng đường trong máu cao ở giai đoạn đầu á, thì chúng ta nên điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống theo ý kiến của bác sĩ và chuyên gia. Cái việc ăn uống theo chế độ nó sẽ giúp cho chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng bệnh khá là nhiều. Nếu như chúng ta dùng bài thuốc mà chúng ta không cải thiện chế độ ăn uống á, thì nó cũng sẽ không mấy hiệu quả. Và cái việc ăn uống thì chúng ta nên bổ sung thêm thật là nhiều rau quả, trái cây và tập luyện thể dục thể thao để giúp cho cơ thể chúng ta có thể tăng cường cái sức đề kháng, đồng thời hạn chế ăn quá nhiều tinh bột. Đó chính là cái bài thuốc để chúng ta có thể chữa được cái tiểu đường ở giai đoạn đầu. Và mình cũng chia sẻ một mẹo rất hay từ cái cây rau chay này. Đó là khi mà chúng ta bị những hạt bụi, hạt cát nhỏ bay vào mắt hoặc là những con kiến nhỏ chui vào mắt á, thì chúng ta có thể sử dụng cái cây rau chay này để lấy ra. Thật ra cái cách này thì những bà con vùng quê sẽ rất là hay sử dụng. Và ngay từ nhỏ thì mình cũng đã biết được cái mẹo này. Thì chúng ta sẽ bẻ ngang cái đọt cây rau chay như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái đọt non nhất ở bên trong. Thì mình đang quay một tay và một tay mình thực hiện, cho nên hơi khó quay cho mọi người cận cảnh một xíu. Rồi sau khi mình lấy cái đọt non này thì mình sẽ lấy cái đọt non này, mình đưa vào, mình lấy những cái bụi ở trong mắt ra, mình khều ra thì con mắt của mình nó sẽ không có bị quá đau. Thay vì dùng tay dụi mắt á, thì chúng ta có thể sử dụng những cây rau chay này để mà lấy những cái hạt bụi ở bên trong mắt ra, rất là dễ dàng và rất là đơn giản. Đấy chính là một cái mẹo rất là hay từ rau chay, và mình đã sử dụng cái mẹo này từ khi còn rất rất nhỏ. Rồi đó chính là những cái tác dụng rất là tuyệt vời của cây rau chay, và mình xin hứa sẽ ra thêm một cái video chia sẻ cụ thể hơn về những cái tác dụng khác của cái cây rau chay. Và nếu như các cô chú anh chị mình muốn xem thì có thể like và đăng ký để có thể xem thêm nhiều video hay hữu ích hơn. Và hãy bình luận lại những cái góp ý của mọi người ở bên dưới video này. Mình sẽ cải tiến theo những góp ý của mọi người để kênh YouTube mình có thể ngày càng hoàn thiện hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chúc tất cả các cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe, thật là thành công trong công việc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Đừng quên like, đăng ký để có thể chia sẻ rộng rãi cái video này đến những người thật sự cần cái bài thuốc này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.